À, xin chào em. Hôm nay thì chúng ta sẽ tập bài hát mang tên là bài Thánh Ca Buồn với điệu sườn rock, và chúng ta sẽ tập quạt luôn. Khi mà chúng ta tập quạt, ứng dụng được rất là nhiều bài luôn, chứ không phải là một bài nên em tập nhịp chân thì nó sẽ rất là có lợi ích cho anh em ha. Rồi chúng ta có giọng nam là giọng son trưởng, giọng nữ là giọng đô trưởng, là chúng ta xác định cái giọng của mình là người nam hay người nữ hát trước để chúng ta vô cho nó hợp lý. Ok, cái giọng mà mình đưa ra đó là giọng cơ bản, rồi các anh em có thể phù hợp là dùng cabo kẹp lên hoặc là giảm tông như thế nào thì tùy phù hợp, tùy giọng của mỗi người nha. Rồi mọi người sẽ thấy rằng khi mà chúng ta là người mới tập chơi á, thì chúng ta phải chuyển được những hợp âm trước. Ví dụ trong giọng nam của mình lại có giọng son trưởng nè, nó có những hợp âm nào chúng ta phải tập trước? Son trưởng, mi thứ, la thứ, rê bảy, rê trưởng, đó, đô trưởng, và có họ âm si thứ nữa. Si thứ bát di năm á, mọi người chú ý cái thế tay của mình á, thì mình tập á, mình cần phải luyện nhiều, luyện dây cho nó nhiều, bấm cho em như vậy là được thôi, chứ nó không có khó ha, nó dễ, quan trọng là anh em luyện mỗi ngày một chút xíu thôi. Ví dụ dây sắt đau tay quá, anh em luyện mỗi ngày 15 phút thôi rồi chúng ta nghỉ. Rồi ok, đừng có sung quá mà luyện bấm nhiều nó đau ha, đối với anh em mới tập chơi thôi nha. Ok, rồi đang chuyển hợp âm cho anh em là xong. Ví dụ nè, chuyển hợp âm xong rồi, ví dụ chúng ta khoan móc tới điệu mà chúng ta đánh cái hợp âm thôi. Ví dụ bài một bài hát thì nó có xuất hiện bậc năm của giọng đó là rê bảy nè. Bài Thánh Ca đó còn nhớ không em, sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, ngọt môi hôn dưới thắm chôn đó, còn nhớ không em. Nhịp chân nữa ha, mọi lần lại xuống là mọi nhịp nhịp xuống. Để chi, để cho chúng ta chuyển đều những âm có trong bài cái đã. Có nhiều lúc cái những hợp âm chúng ta không biết là bao nhiêu nhịp. Đó đây chúng ta thấy hợp âm son trưởng ở đây nó có 4 nhịp, hợp âm mi thứ nó có 2 nhịp ha. Như vậy thì rất là dễ cho anh em tập cái điệu trước. Bây giờ chúng ta tập tới điệu siêu rock. Siêu rock thì chúng ta sẽ có móc dây cơ bản là đơn giản ha. Là bass 3 2 1 2 3. Chân này, nhịp chân ở bass nè, bass 3 2 1 2 3, cái nhịp nó quan trọng nên là anh em ráng nhịp nhịp chậm rãi thôi. Có những anh chị và các bạn á mà đánh nhanh quá thì nó mất cảm xúc, khi mình tập mình cũng tập chậm thôi, đâu ai dí mình đâu mà nhanh, đúng không? Nhẹ nhàng thoải mái để cho cái tâm hồn mình nó cũng nhẹ nhàng luôn. Ok, bài Thánh Ca đó cho chúng ta chuyển hết những cái bài, những hợp âm của trong bài. Có nhớ không em, lòng lành sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, ngọt môi hôn dưới lá chôn ngân. Nhịp chân tương đương với nhịp 2/4 nha anh em. Hai nhịp chân ở bass và nhịp chân ở dây số 1. Bass 3 2 1. Đó, chậm rãi vậy thôi. Đang thân qua đường một lúc này nhanh nè. Ôi giọng hát em mệt mang buồn. Cái giọng ôi giọng hát đó là có hai nhịp thôi. Hát có hai hợp âm là đô trưởng và rê trưởng, thì mỗi hợp âm này chỉ có một nhịp thôi, nên chúng ta có thể ôi giọng hát em mệt mang buồn. Rồi
quạt nhẹ nhàng là trong video điệp khúc. Rồi mùa giá bút cũng qua màu, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trời thay màu, em qua cầu sắc pháo bay sâu. Rồi, đối với phần quạt này thì nó cũng là nhịp 2-4. Ở đây thì có anh em nói là quạt bằng ngón cái cũng được luôn, quạt bằng ngón nào mình cảm thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, êm ái thì mình quạt. Thì quạt ngón cái hay ngón bằng ngón trỏ thì nó cũng rất là dễ thôi. Ngón trỏ thì mình cũng là nguyên tắc là xuống lên, ngón cái thì cũng vậy. Rồi mùa giá bút cũng qua mộng, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Ở đây anh em sẽ thấy rằng công thức là như vậy, nhưng mà kết quả là do cái con người họ điều tiết âm thanh nó muốn mạnh hay nhẹ. Mọi người thấy không? Rất là êm ái luôn, không phải là quá mạnh. Ok, làm lại nè. Rồi mùa giá bút đó, cái xuống lên xuống lên thì nhiều khi các bạn nghe rất là nhỏ. Rồi mùa giá bút cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Đó, rất là nhỏ luôn cái tay này nè. Còn mình quạt món này thì nó đanh hơn, còn quạt phím mà thì nó lại tiếng lớn hơn nữa, thì tùy anh em thích cái nào thôi. Rồi mùa giá bút cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng phím thì tiếng nó sẽ lớn hơn, nó đanh hơn. Thì lúc mà chúng ta quạt á, là do anh em chưa quen cái tai thôi, chúng ta cần phải điều tiết nó thường xuyên thì quạt nó sẽ êm. Đó, nó không có khó ha, nó không khó. À, quạt cho nó êm, êm là nó mới hay. Còn quạt ồn, quạt vậy thì nó thường lắm. Anh em nghe và cảm nhận cái người đánh thì nó ồn hay là nó có tình cảm hay không là anh em sẽ biết. Ok. Rồi đến đây á, thì cái phần mà đây là cái phần hướng dẫn thôi. Đến đây thì cái phần luyện tập là thuộc về anh em. Theo cái nguyên tắc là guitar 5 phút tích tiểu thành đại, thì anh em cứ là mỗi ngày chút xíu chúng ta quạt ngày càng tình cảm thêm và êm hơn. Ứng dụng vào những bài khác cũng tương tự khu quạt này nè, ví dụ. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó trốn phòng ba em làm dâu là quạt xịu đốc ha. Hy vọng là anh em sẽ quạt tốt. Hẹn gặp lại cho anh em trong những clip tiếp theo. Xin chào. Nhớ đăng ký theo dõi kênh đối với anh em mới nha. Và một chuông thông báo, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Tạm biệt.